Em có một chiếc túi của Coach này, em thanh lý giá cũng chỉ 550 thôi. Tại vì em chuyển nhà cho nên là em sẽ đăng bán một cái cuối cùng nha. Không biết sao còn lọt một cái này, hồi đợt rất là hot luôn. Thì cách đây khoảng tháng mấy thôi, chứ không phải là hàng cũ, không phải hàng tồn lâu để mà sale giảm nha. Chỉ là em dọn nhà em bán, giá là 550. Thì cái chiếc này là thương hiệu Coach của Mỹ nha. Nó có cái tem hàng mới nữa nè. Đây là hàng mới nha, 350 đô là khoảng 9 triệu đó. Bây giờ là còn giá có 550 thôi, thì xăng sale đồ, hàng Việt Nam xuất khẩu cho nên giá nó cũng mềm hơn nữa. Thì màu của nó, ở tên của nó là khaki. Mấy anh có thể là chụp hình gửi cho em cũng được, hoặc là nói cái túi Coach 550 là em biết là con mình nó mà. Thì mã hiệu đồ nè, giá tem mát, Coach là của New York Mỹ nè, chữ đồ tùm lum. Thì đây hàng mới 100%, em mới vừa khui cái bao ra luôn. Thì nó có tặng kèm cho mình là một cái này gọi là túi vải, có tên hãng nè, để mà mấy anh mình đeo đi đâu xong về á, mình sẽ bỏ cái túi vô cái túi này để bảo quản, không có chuột, dán rồi bụi bặm rồi bám vô nha. Còn đây là cái túi, mình phải nói là túi này là unisex, là nam nữ đều đeo cực kỳ tiện lợi. Nhất là mấy anh nam muốn kiếm một cái túi nào mà nhìn nó sang sang á, là cái này nha. Màu cũng rất là tây và sang, và đặc biệt là chất da thật dày dặn, dày dặn đã lắm. Da hạt này gọi là da hạt, da hạt nó rất là dày và bền nha. Và cái họa tiết là chữ C, là logo của hãng Coach lồng lồng vào nhau nha. Cái này á, là nó đang niêm phong cái chỗ cái này nè, đó cái chữ C logo hãng màu xám rất là tây, đó đang niêm phong lại, thì em để im nha. Cách mở khóa là mình bấm cái nút đó đó. Đây nè, cái dạng này là cái dạng khóa bấm nè, đó khóa cài. Đẹp quá. Một ngăn thứ nhất đó là đựng được những cái giấy tờ, giấy lót có tên chữ Coach, hiệu Coach khắc ở đây luôn. Có dây đeo chéo này, để em coi. Tại vì hàng mới nên mấy anh thông cảm là em sẽ không có khui ra hết nha, hàng mới mà. Đó, dây da, từng cái đai này đều có cái chữ Coach, là cái tên hãng nó dập vô đây hết trơn á. Rồi một ngăn kéo nè, ngăn kéo này, cái dây kéo kéo ra thì mình có là một ngăn lớn lắm nha. Nhìn cái túi nó cứng cáp dữ lắm. Là mấy anh mình đeo là thuộc dạng sang á, đeo đi làm, đi chơi, đi tiệc, đi du lịch, đi sân bay, bến xe rồi rất là ổn áp luôn á. Trời ơi nó chắc nè. Có cái tem mà Coach New York dập dập chữ nghĩa rồi rất là nhiều ở đây. Kích thước túi là 23 nhân cho 12 nhân cho 5 cm. 23 nhân cho 12, rộng 5 cm, đáy đen cho nó sạch nè. Chất da dày đã lắm nha. Dày, không có chứa đồ ở bên trong mà nó vẫn lên một cái form nè, đâu có bị ọp ẹp đâu. Không ọp ẹp, không gãy form. Đặc biệt còn có cả cái móc treo này nữa nè. Móc treo này là nó là có cái chữ Coach ở đây nha, Coach New York. Thì cái này nó máng đây, mấy anh mình có thể tháo ra để làm cái móc khóa cũng được, móc khóa chìa khóa nhà, chìa khóa xe gì đó cũng được. Nó là của nó như vậy. Đó, đầy đủ chưa? Một ngăn nè. Ở phía sau này có một cái ngăn kéo nữa, một ngăn kéo mới luôn, kèm cầm kéo mướt lắm. Nói chung cái hãng này là không có gì để chê hết. Và đeo lên á, là sẽ đeo giống như vậy nè. Đấy, mấy anh nam đeo như vậy nè. Nhưng mà khác màu thôi. Em thấy màu này sang hơn, màu đen tối quá không có thấy logo. Thì cái màu này thấy logo rất là đẹp và sang luôn nè. Đeo chéo như vậy nè mấy anh. Đeo chéo này điều chỉnh dài ngắn được, cho nên là mấy anh mình yên tâm dễ dàng điều chỉnh nha. Mua cho mình đeo, mua cho phụ nữ đeo cũng được. Nói chung là nam nữ đều đeo được, lớn già trẻ lớn bé gì cũng đeo được. Một cái màu rất là nhã nhặn luôn. Mình thích nhớ chụp hình gửi cho em nha. Em cũng sẽ chụp hình thật gửi rõ ràng cho mình yên tâm luôn. Có một cái thôi.